Chào tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube của Hoàng Hà Channel. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đang chờ đợi rất là nhiều những cái thông tin của sự kiện Unpackage của Samsung sẽ cho ra mắt rất là nhiều dòng sản phẩm trọng điểm, ví dụ như kiểu là Note hay là Flip. Tuy nhiên thì với những cái tín đồ iFan thì sao? Chúng ta chắc hẳn là vẫn đang chờ đợi rất là nhiều những cái thông tin đến từ nhà Apple về cái sự kiện ra mắt của iPhone 12. Và hôm nay thì Hoàng Hà Channel sẽ đưa đến một cái thông tin cực kỳ quan trọng, đó chính là về cái mức giá mà cực kỳ hấp dẫn có trên chiếc điện thoại iPhone 12 5.4 inch. Trước tiên thì chúng ta nên biết được rằng là chiếc iPhone mới nhất này có lẽ là nó sẽ có tên là iPhone 12 theo rất là nhiều những cái thông tin rò rỉ. Từ cái thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có rất là nhiều tin đồn về chiếc điện thoại có thể có sẽ tên là iPhone 12, và theo như là John Prosser thì có lẽ là chiếc điện thoại iPhone 12 sẽ có tới tận 4 phiên bản. Vì vậy mà mình có một cái nhận xét rằng là mặc dù iPhone 12 có rất là nhiều những cái thay đổi, nào là về phần camera này, nào là về phần thiết kế cũng như là con chip, tuy nhiên thì nó sẽ có một cái mức giá cực kỳ hợp lý. Lý do đầu tiên mà bọn mình đánh giá là iPhone 12 sẽ có một cái mức giá hợp lý hơn bởi vì là iPhone 12 chắc chắn sẽ không có đầy đủ phụ kiện. Chúng ta được biết rất là nhiều thông tin rằng là iPhone 12 sẽ cắt giảm cái phần củ sạc. Cái điều này thì sẽ giúp Apple cắt giảm đi một cái phần chi phí về nguyên vật liệu để thiết kế ra cái phần cục sạc và tăng cho họ cái thu nhập, gọi là người dùng sẽ phải mua củ sạc nhanh. Tiếp đến thì theo thánh dự Minh Chi Keyword thì việc cắt giảm củ sạc sẽ giúp cho Apple có một cái kích thước của cái hộp iPhone 12 nhỏ họ gọn hơn rất là nhiều. Vì vậy mà sẽ giúp cho họ tiết kiệm về phần gọi là chi phí ship chiếc điện thoại iPhone 12. Ví dụ như kiểu là chúng ta có một cái xe tải chở iPhone 11 thì chở được khoảng 1.000 cái thôi. Tuy nhiên thì với iPhone 12 có thể chúng ta sẽ chở được khoảng 1.200 chiếc chẳng hạn. Mặc dù là chúng ta đã bị cắt giảm mất cái phần củ sạc, tuy nhiên thì sẽ được trang bị một cái phần gọi là dây sạc xịn hơn rất là nhiều so với cả bản iPhone 11. Khi mà bản dây sạc iPhone 12 sẽ được làm cái sạc có được bọc dù và sẽ được đổi từ cổng Lightning sang cổng USB Type-C thì sẽ gọi là một cái cổng sạc của tương lai hơn. Và nếu như mà các bạn không biết ấy, thì theo The Next Web, nếu mà bán lẻ thì sợi cáp bọc dù của iPhone 12 sẽ có khoảng tầm mức giá là 29 đô la Mỹ, là khoảng tầm 700.000 đồng, là một cái mức giá khá là cao cho một cái sạc Lightning. Và cái lý do thứ hai khiến cho dòng iPhone 12 sẽ có một cái mức giá hợp lý hơn rất là nhiều, đó chính là về việc Apple đã cắt giảm về phần viên pin. Có lẽ là tới thời điểm này thì có rất là nhiều bạn đã đọc về cái thông tin này rồi. Thế cụ thể thì theo như là GSM Arena thì viên pin mới có những mã ví dụ như kiểu là A2471, A2431 và rất là nhiều mã khác thì đã được đo cái dung lượng pin là khoảng tầm 2227 mAh. Và làm cụ thể hơn ấy thì iPhone 11 được cung cấp viên pin là 3110 mAh, còn iPhone 12 sẽ chỉ ở viên pin là 2227. iPhone 11 Pro Max sẽ có là 3969, còn iPhone 12 Pro Max sẽ chỉ là 3687. Vì vậy mà chúng ta có thể thấy được rằng là iPhone 12 sẽ được cắt giảm cái viên pin sâu nhất lên tới là 28%. Có thể thấy được rằng là iPhone 12 đem lại một cái không biết là cải tiến hay cải lùi nữa khi mà viên pin lại bị cắt giảm, thì sẽ mang lại những cái nhận định trái chiều rằng là ok, có thể rẻ hơn. Tuy nhiên thì với một chiếc điện thoại hiện đại như vậy lại có viên pin nhỏ thì liệu có sử dụng ok hay không? Thì theo như là Apple thì riêng với iPhone 12 cái màn hình chỉ là 5.4 inch, trong khi đó thì iPhone 11 sẽ có cái màn hình là 5.8 inch thì sẽ tốn pin hơn rất là nhiều. Tiếp đến thì quan trọng hơn là iPhone 12 sẽ được sử dụng con chip là Apple Bionic A14 với cái tiến trình là 5 nanomet, với 15 tỷ bóng bán dẫn trên chip Bionic A14 so với cả là 8.5 tỷ bóng dẫn trên A13. Thì chip A14 sẽ tiết kiệm điện năng khoảng tầm 7% so với cả phiên bản tiền nhiệm. Như vậy có thể thấy được rằng là mặc dù sở hữu cái viên pin nhỏ hơn, tuy nhiên thì với một cái màn hình tiết kiệm pin hơn này, một con chip xử lý tối ưu hơn, thì Apple sẽ đảm bảo cho chúng ta rằng là tiết kiệm chi phí hơn này, viên pin nhỏ hơn, nhưng mà cái hiệu năng cũng như là thời gian sử dụng thì sẽ tương đồng như là dòng 11 series. Và có thêm một cái điểm hút máu nữa, đó chính là Apple sẽ trang bị sạc nhanh 20W cho dòng iPhone 12. Nhưng mà có điều là các bạn sẽ phải mua ngoài và một cái mức giá của nó thì cũng không hẳn là quá mềm. Với hai cái lý do rằng là cắt bỏ phần phụ kiện và giảm phần viên pin thì có thể thấy được rằng là cái giải mức giá của iPhone 12 sẽ đa dạng hơn rất là nhiều. Mình dự đoán rằng là chiếc iPhone 12 phiên bản thường 5.4 inch sẽ có một cái mức giá rất là hợp lý. Khởi điểm thì chúng ta chỉ có mức giá là 649 đô, gần 15 triệu đồng. Trong khi đó thì iPhone 12 Max 6.1 inch sẽ có mức giá là khoảng 749 đô, 17,2 triệu đồng. Và cái phiên bản cao nhất là 6.1 inch 12 Pro Max
thì sẽ có cái mức giá là 1.099 đô, xấp xỉ 26 triệu đồng. Với cái mức giá hiện tại mình tham khảo được từ John Prosser thì có lẽ là đây chỉ là mức giá tại Mỹ thôi. Còn về Việt Nam thì không biết rằng là iPhone 12 series sẽ có cái mức giá như thế nào. Tuy nhiên thì với rất là nhiều lựa chọn như vậy thì rõ ràng là iPhone 12 sẽ dễ tiếp cận những cái đối tượng ở cái phân khúc tầm trung hơn rất là nhiều. Và có lẽ là sau một thời gian thì chiếc iPhone 12 5,4 inch sẽ được giảm xuống cái mức giá rất là hợp lý, khoảng 14-15 triệu đồng. Thì rõ ràng là rất là dễ tiếp cận những cái người mua ở Việt Nam. Và mình thì cực kỳ nóng lòng với chiếc điện thoại iPhone 12 5,4 inch này. Còn các bạn có đánh giá như thế nào về 4 chiếc điện thoại iPhone này? Liệu nó có cái mức giá hợp lý cho chiếc điện thoại iPhone hiện nay hay không? Hay là lại qua cửa khẩu xách tay về nó lại lên tầm 30 mấy triệu? Thì anh em đều có thể comment ở phía bên dưới cho mọi người biết ý kiến về dòng iPhone 12 nhá. Cuối cùng thì hãy đừng quên ấn nút theo dõi kênh YouTube Hoàng Hà Channel. Có bất kỳ thông tin mới nào về dòng iPhone 12 bọn mình sẽ đều update nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.